Hàng tầng 1 thì bạn đó đã làm cái dầm rồi. Ok. Mình sẽ tiếp tục. Thằng này bạn thiếu và nó thiếu cái dầm chỗ này 23. 23 tại sao chỗ này chia làm đôi? Kéo đây luôn. 23. Đây là 200. 200, 300. Đó, này chạy tới đây luôn. Đó. 200, 300. 400, 8, 6, 4. 4, 6, 3, 5, 5, chỗ này. Tức là chỗ này cái dòng này chạy tới đây thôi. Còn này là 3,5. Khi mình làm kết cấu mình phải kỹ nha, tức là sao cái dòng chỗ nào là mình làm theo chỗ đó, tức là các bạn làm sai á, như bạn bạn mua hình lại của người ta, cái bạn ra ngoài á, làm á, thì họ sẽ làm cái kết cấu mình, họ yêu cầu mình dựng lại revit cho họ lên bên, thì mình làm mà không đúng á, thì nó sẽ sai. Đó. 350. 400. Lúc bị cây mà. Không đúng thì trừ 75. Đó. Tiếp tục này 200, 300. 200. 300. Thì mình align qua. Cho nó nằm ngay giữa. Là có bạn nào mà không làm được cái này không? Tức là về nhà mình không làm được. Này 350 này nó. Bạn kéo nó dài quá rồi. Đó. Hỏi lại có bạn nào không làm được cái dầm sàn này không? Đó, tiếp tục thôi. Bảy lần. Không thấy cái nút đỏ nó hiện lên là đúng. Nhưng mà nếu mà giả sử các bạn kéo như thế này thì nó sẽ hiện lên nút đỏ đây. Đó, mà nó bị chỗ này nó bị sai đó. Đó. Ok. Và tiếp tục sang 150 100 150. Đó, 150 thì mình vẽ theo. Không, sàn này nó chạy tới đây thôi. Đó, đó, tới đây, tới đây.
Đó. Tiếp tục. Xong làm cái opening. Đó. Và chỗ này. Chỗ này và cái thang máy để cái lan bộ chỗ này đó, thế này. Rồi. Check lại 150 ok không? Rồi. Đó. Tiếp tục làm sàn âm. Sàn này là 100 và sẽ âm 50 bit. Thì hôm qua mình có chỉ một cách nhanh để mà vẽ cái sàn âm dựa vào cái sàn trước mình đã làm rồi đó. Đây, mình nói lại nè. Giả sử như mình đã làm cái sàn này xong rồi, mình sẽ làm những sàn âm trong đây á. Thì để dễ cái sàn âm này nhanh á, các bạn edit edit cái sàn này, một là các bạn double click vào nó, hai là các bạn edit boundary này. Bạn chọn hết cái biên dạng này, Ctrl C. Xong. Z. Xong rồi. Các bạn sẽ tạo cái sàn mới. Bát cái biên dạng này, biên dạng mà mình vừa copy á, chọn lệnh, chọn bát nè. Align to current view nè. Đó, nó sẽ lấy lại biên dạng này và mình sẽ do cái biết cái sàn thì mình đã nói cái cơ chế hoạt động của cái sàn á, là nó sẽ lấy cái biên biên ngoài từ biên ngoài nó sẽ biên ngoài là biên từ biên ngoài thì nó sẽ là full và từ bên trong nó sẽ là opening. Thì mình chỉ cần xóa những biên ngoài đi thôi là nó tự hiểu bên trong là đặt đó, thì mình sẽ tận dụng lại được những cái đường line mà mình đã vẽ đó như thế này đó. Đó, nhanh hơn rất nhiều, bạn phải vẽ lại đó 150 này, 100 đó. Spam đây, cái lỗi này, cái warning là structure flow spam direct not specific, tức là sao, tức là nó không, mình chưa có gắn cái spam direct này. Spam này mình nói cho các bạn biết trước là nó là cái phương chính phương phụ khi mình bố trí thép sàn đó, thì khi mình vẽ sàn nó yêu cầu mình chọn cái phương nào phương chính thì mình sẽ cứ chọn này thôi, còn mình chết. Thì tới cái bước cái những cái phần sau á, mình bữa sau mình sẽ học về bố trí thép sàn á, mình sẽ nói là cái chuyện này đó đó, như vậy bạn sẽ vẽ được cái sàn âm sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Các bạn phải vẽ lại đó, các bạn kêu viên vẽ sàn mà không đang thấy không có lông đỏ. Ok rồi, các bạn đã làm xong cái sàn tầng 1 chưa? Đó, thì mình sẽ tiếp tục tầng 2. Duplicate này. Slap.
Đó. Thì mình học online các bạn chịu khó tương tác với mình nha. Chứ mình À, em hỏi tí xíu anh. ok, em hỏi có ý kiến, có câu hỏi gì Ở cái lầu 1 á, sao anh em? mở lại cái Ok. sàn dầm lầu 1 đi. Đó. Ở bên ngoài nó có một cái sàn 200 nhưng mà nó lại âm 1.6, mà ở phía dưới lúc mà mình làm cái base 1 á thì hình như nó lại không có cái sàn khúc đó là sao? Âm 6 này là cái sàn của cái thằng này nè, sàn mặt đất tự À, là nhiên, của cho nên là mình sẽ không làm cái sàn đó. À đó, mình chỉ làm sàn trong nhà thôi. Đó, còn cái dầm ở ngoài đó thì sao? nó Ngoài đó nó có mình có dầm. Chỗ này tức là cái sàn này, nó cái dầm này nó nằm ở dưới cái sàn nó luôn á, nó nằm âm, tức là nó là sẽ có một cái mà các bạn qua cái sàn này á, bạn qua tầng ground á, đây các bạn đúp này lên nè, hoặc bạn inbox thằng này vào, bạn dễ cái sàn vào cái dầm của thằng này đó. rồi. Đó thì đây mình chỉ vẽ từng mấy tầng trong nhà thôi, còn cái ở ngoài các bạn muốn vẽ cũng được. Đó. Rồi, Đó. Rồi. Tiếp tục. Tầng 2. Thì được. anh ở tầng 1 giùm em với được không ạ? Tầng 1 mà. Ok nè, tầng 1 nè. Xem. Em cũng nhớ cái dầm anh có thiếu không anh? Dòng này hả? Tặng ngay chỗ cái phòng á. Dòng Đúng rồi này anh. hả? Dòng này hả? Dạ. Thì cái dòng này là hôm qua nãy mình nói là cái dòng đó là cái dòng cho cái sàn âm 1m6 nè. Vậy mình có vẽ không anh? Thì nếu mà muốn bạn muốn vẽ thì bạn sẽ vào cái round này nè. Đó, thì mình duplicate lên và mình round này là slab. Đó, và bạn inbox Dạ cái rồi file em cat đó vào, file cat của hàng tầng 1, sàn 1 á, và các bạn vẽ cái sàn này thì cái sàn này nó sẽ âm đúng, tại vì mình chọn cái round mà, cho nên nó sẽ ở mặt đất luôn, cho nên nó âm đúng cái tọa độ này luôn. Đó, và những cái dòng này nó sẽ âm lên luôn, đúng luôn. Chứ nếu mình vẽ nó trực tiếp ở đây mình phải cho nó âm xuống, phải chọn đúng cái round của nó. Khi mình vẽ cái round này á, thì khi mình tạo cái sàn mới á, nó mặc định là rất tự nhiên luôn. Đó, bạn thấy không? Và những cái dòng nó cũng mặc định vậy luôn. dạ rồi Và em hiểu rồi. đó, ok. À, cảm ơn. Đó. Rồi. Tiếp tục là tầng 2. Rồi. Inbox vào. Có bạn nào mình làm nhanh lắm, tại tại vì mình mặc định là các bạn, nếu mà các bạn làm được các sàn tầng điển hình rồi á, là các bạn hiểu cái nguyên lý dầm sàn rồi á, thì những cái sàn còn lại là các bạn chỉ việc làm thôi, không có thắc mắc hay gì hết, thì mình cũng không thấy không các bạn hỏi gì hết, cho nên là mình mặc định là các bạn biết làm đó nha. Đó. Tụi em làm không có nhanh bằng anh á, nên là anh chậm chậm À một tí ok nữa ok thôi. đó, thì nãy mình có chỉ cái cách nhanh á, cách cách mà vẽ cái sàn âm này nè, nhanh hơn đó. Tại mình hỏi thì các bạn không trả lời nữa, cho nên mình cứ chạy thôi đó. Như vậy thì những cái sàn bên dưới thì nó cũng tương tự như cái sàn này thôi, tại vì mình cái sàn này là cái sàn khó nhất nè, dầm xiên nè, dầm cong nè, dầm tam giác nè, sàn cong nè, dầm xiên nè. Xiên này là đúng nghĩa là xiên không cố định nè. Đó, tức là nó rất là khó rồi. Còn nếu này xong là ở dưới đây là chỉ biết vẽ đường vuông, hình vuông với chữ nhật thôi là dễ. Đó. Các bạn muốn nhanh hơn thì mình copy cái dòng của thằng này nè.
Đó, thì làm đó là mình thường cái những mình copy cái dòng này là dòng của cái thằng tầng dưới, mình copy lên trên. Thì mình khi mình thiết kế mình cũng vậy nữa, tức là thiết kế mình vậy đó, tức là khi mình thiết kế mình sẽ thiết kế sao cho những cái tầng á, có những cái dòng nó tương tự nhau, chứ giống như thi công, ngày thi công người ta cũng thi công vậy á, tức là nếu mình làm mà nó phức tạp quá, như những có những tầng mà nó dầm nó khác, tức là một tầng mà các bạn cho quá nhiều loại dầm đi thì khi mà thi công người ta sẽ khó thi công, nhưng ba bốn loại dầm, năm loại dầm mà kích thước trên nhau có 150 à thì nó không đáng. À thì các bạn cứ cho nó kích thước thiết kế đa, thường người ta thiết kế là một sàn chỉ 2 đến 3 loại dầm là cùng đó, còn càng ít càng tốt, thi công càng dễ. Mà thường thì từ ta mình cho 2 3 loại dầm thì phù hợp với sơ đồ tính của mình, không quá dư đó. Đó, lên sàn tầng 2 các bạn copy cái dầm tầng dưới bạn đem lên, thì mình nghĩ nha là cái dầm sẽ giống, tức là nó giống cái vị trí luôn, tức là cái dầm mấy cái dầm nghiêng này nè sẽ giống vị trí luôn, và có khi kích thước nó cũng giống nhau luôn đó. Khi copy bạn chọn cứ chọn cái dầm thôi nè, filter nè để xem coi mình chọn đúng dầm sao không, mình chọn dầm thôi đó, chọn filter cho coi là mình chọn cái gì, xong Ctrl C vào path nè, path lên story 2 đó, và mình sẽ vẽ những cái dòng ở biên này, do cái tầng 2 á, thì nó không có cái tường cho nên là nó sẽ có những cái dòng biên. À, anh ơi cho em hỏi nhé. Ok, nói gì? À, bây giờ em muốn xem 3D một vùng cố định thôi thì làm sao anh? À, Ví dụ như ví em dụ đang làm ở hiểu rồi, tức là bạn muốn coi cái dầm cái sàn của hàng, bạn click vào cái gì á, click như bạn muốn coi cái dầm này hoặc là bạn muốn coi cái sàn này thôi, bạn click vào nó. không, ý, không ý của em là giống như kiểu ở phần 3D mà mình chọn view range ha. À Được không anh? hiểu rồi, tức là 3D các bạn muốn giới hạn của vùng này cái gì? Được. Dạ. Thì cái cách này là thủ công rồi nha. Bạn chọn 3D nè, bạn có cái section box này nè, bạn tích vào, nó hiện lên một cái khung như thế này và bạn sẽ giới hạn cái vùng nhìn thấy của mình. Giả sử mình chỉ muốn thấy cái sàn tầng 2 thôi, giới hạn thế này thôi đó, khi đó bạn sẽ làm tầng 2 thôi đó. Cái này là cách thủ Dạ. công chậm, nó có cách nhanh hơn là cách gì, là cách bạn chọn trực tiếp vào cái đối tượng bạn muốn nhìn luôn á, tức là giả sử mình muốn nhìn cái sàn sàn tầng 1 thôi á, bạn click vào sàn 1 nè, bạn sẽ có công cụ section box ở đây đó, nó sẽ tự cắt một cái khối tương tự như cái nãy nhưng mà nó chỉ bao bọc theo cái khối, cái đối tượng mình chọn thôi, cực kỳ nhanh hơn cái kia nhiều. Chúng giả sử cái Được này thì không? cái sàn nó nhiều, còn cái như mà bạn chỉ có muốn cái dòng này thôi, nó sẽ hiểu cái dòng thôi đó, nó sẽ nhanh hơn là bạn cho cái section box lớn bạn kéo từ từ thì nó sẽ rất là nhanh đó. Dạ, em hiểu rồi, em cảm ơn. Đó thì tầng 2 nè, bạn import vào, mặt bằng dòng sàn đây, tầng 2 current view only mm. Ok, rồi lại qua align là AL, nó sẽ có những cái dòng biên này, tại vì tầng dưới nó không có tường cho nên nó có tường nên nó không có dòng biên, đây ta sẽ có những cái dòng 500 600 như thế này, này cũng 500 400. Đó. 500 600.
khi mình vẽ mình sử dụng cái lệnh gray similar nè, nhanh hơn là mình chọn structure beam nó thì nhanh hơn. Tại sao? Thứ nhất là có những object mà mình không biết nó nằm ở đâu, tức là nó mình click vào đây, mình thường mấy cái chỗ mà vị trí của mấy cái bảng này mình thường ít sử dụng, tức là mình không có click trực tiếp vào structure column này đó, mình tạo column mình chọn cái column mình gray similar đó thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều là các bạn chọn vào đây chọn column đó. Mình xài phím tắt thì nó sẽ nhanh hơn nữa, ta click vào chọn những phím tắt gray similar đó. Những cái tip nào để mà mình làm nhanh hơn đó. Đó. Tiếp tục này là 500 400. Mình vừa làm cái gì mà nó báo cái tin này. Ok. Check lại 200 300. Đó. 500 400. 200 300. 200 300. 200 300. 5 400. 5 400. Ok. 300 300 400. Ok. Đó. Đây là cái file CAD mình đang nằm ở dưới cái mình muốn hiện nó lên. Đó đây. Thì mình check. Đó, ok. Background đó. Ở đây mình thấy nè, tức là mình nhận thấy cái sàn này âm, sàn âm nó giống như cái sàn bên dưới đó, thì mình copy được cái gì mình cứ copy thôi, thì mình copy hàng sàn tầng dưới lên tầng trên, mình chỉnh sửa lại biên dạng thôi. Nghĩ mình thấy sơ, nhìn sơ qua là thấy không có chỉnh sửa gì luôn á. Đó, tầng 2. Đó. Tầng 2 nè. Bên đây tầng 1 của nó có bị tầng 1 của nó không có chỗ này, không có sàn âm. Ok, đúng. Tầng 2 chỗ này có nè. Chỗ này có, chỗ này lại không hả ta? À, hai chỗ có hết.
Thì cái chỗ này nè, mình sẽ làm xong cái sàn mình sẽ nói, tức là nãy khi mình edit boundary ấy, nó báo khi mình nhấn Z đó, nó sẽ chọn là no hay không, tức là Z no mà cái việc mà align lên á, attack lên cái tường lên cái sàn á, thì khi mình chọn no nó sẽ là như thế này nè, nó sẽ bị trùng này, chỗ này thì cái khối lượng nó sẽ bị double, thì mình sẽ chỉ các bạn cách để mà mình sửa cái lỗi này đó. Như từng một đó. Ba đề này. Cái sàn không bị dấu chấm gì hết là đúng. Từ chờ 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 một chút anh ơi. Ok. Thì cái này cái mình tính cho các bạn về nhà làm luôn. Tại cái này cũng tương tự với hàng tầng dưới thôi. Đó, thì mình đây mình làm mẫu tiếp thêm một tầng nữa là mình sẽ các bạn còn lại về nhà làm, còn lại về nhà phần còn lại. Đó. Anh cho em show cái này tí luôn anh, có cái Sorry. này nó hơi lạ. Ok. Em sorry. Nhìn thấy chưa? Rồi. Ủa sao cái chỗ này nó bị lật vậy? Có một cái, đây là cái structural plane của nó, xong mà tự nhiên đây có cái gì vậy? Cái đó là cái gì? Bạn chắc có vai cát bạn align đúng không vậy? Dạ có em align mà nè, hai cái đường nó trùng nhau, Trục đứng á, trục đứng. trục trục Ok. đứng cũng trùng luôn, Ok. 6 7 nè. Đâu cái chỗ đó vị trí chỗ nào? Dạ ngay cái dầm, thôi cái Cái này bạn dầm copy nó, từ dưới lên phải không? dạ đúng rồi. Thì bạn coi tầng dưới coi. Chỗ đó đó. Dưới vị trí này ở đâu, ở trên này Bạn ở trên đây em. ẩn cái sàn đi, hắc hắc cái sàn đi. Đúng mà. Đúng, nhưng mà lên đây nó lại tự nhiên nó lại bị lệch so với cái bản vẽ. Không có, À, y bạn chỉnh âm 50 kìa, phải không? em tưởng cái này là chỉnh cho nó đi cả nguyên một thanh luôn chứ, Không, ý là chứ đâu có. ở dưới bạn có chỉnh không? Ở tầng 1 á. Tức là mình làm cái Nó này mình thấy cái đó là đúng tâm mà sao bạn cần phải chỉnh cái đó? Bạn nhấn vô cái dòng đi. Cái dòng đó chỗ em nào thử ở cho dưới? nó về không nhé. Nó vẫn lệch nè, Khoan khoan nha. ý là nó không thẳng. Anh thấy chỗ này cái nó bị lệch ít rồi, nhưng mà tới chỗ này nó lại bị lệch nhiều, Coi chừng cái file càng về cat sau. bạn, tức là cái dòng của file cat nó bị nghiêng. À, tức là cái chỗ lệch ít cái dòng của mình là nó, các bạn vẽ thì cũng có khi nó bị nghiêng nữa. Tức là mình, Là em truyền 50 là để đúng rồi, nó trùng với ở đây, nhưng mà xong rồi càng lên cao em thì nó lại bạn nhấn vào file cat á, click vào file cat đi, click vào file cat, chọn sao ở chọn còn ngoài cái rồi dầm nó đấy, còn cái sàn nó vẫn. đó. Đúng rồi đó. Rồi bạn chỉ hiện file cat lệnh đó bạn biết không? Isolate nó Đúng rồi, tím tắt của nó là gì anh? mình tường mình nhấn vô cái kiến á,
kiến, cái kiến cái kiến dưới dưới cái bên đó, nhấn vô. ở đây cái này, À đúng rồi, Isolate. isolate element đó, bạn zoom 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 lớn lên, zoom nhỏ lại, zoom nhỏ lại. Cái này à, cái đường này, đường này Tức là file của mình lại không có cái việc bị lệch như vậy. em cũng không hiểu lắm. Để mình check xem. Đó, file mình đâu có lệch, không có lệch gì hết. Đầu cũng vậy luôn. Giờ để bảo đảm chắc chắn á, bạn xóa file cache đó đi, bạn import lại, bạn align lại xong. Bạn xóa cái, bạn copy cái dòng đó lại, bạn xóa cái dòng đó đi. Ok. Ừ, xóa dòng luôn. Biết nhớ vị trí nha. Ok. Đó, xóa cái dòng Giờ nha, lại đừng để xóa có gì sàn nha. nữa em. Rồi, import lại file cache, align lại, copy dòng lên lại. Ok. Cái dòng này chúng ta. Mà sao mình thấy bạn xóa cái dòng đó mà nó vẫn hiện lên cái đường dòng người ta, bạn cho Em nó chưa xóa, nhìn em chưa xóa không? em chưa xóa, em import vô lại để chắc chắn là cái dòng đó Đang bình nó bỏ pin nó ra. À ok, nè. mình thấy nha. Đó, bạn thấy, Dạ. bạn giữ lại nguyên cái view đi. Bạn thấy cái đường két không? Cái đường gạch gạch của cái hàng dầm hay gì đó nó không được thẳng. Dạ. Bạn thấy không? Bạn có cảm nhận thấy không? Ok. Tức là sao? Tức là khi mình làm revit mà mình thấy cái đường đó, tức nghĩa là cái dầm của mình nó không có phải là đi thẳng. Nó nghiêng, nhưng mà nó nghiêng một cái góc rất là nhỏ, cho nên là hai cái đường gạch gạch nó không có liền nhau á, cho nên nó hở một chút đó. Mình đang cảm giác là cái dầm của bạn nó như vậy, bạn xóa cái dầm nó thử. Rồi bạn copy cái dầm dưới lên. Lộn dâm. Mình cho Z lại. Rồi. Cái này thì không có vấn đề. Giờ thì lại không bị. Đó, tức là nó có vấn đề thì mình vậy thôi, mình xóa, mình làm lại vậy thôi. Dạ Chứ ok, cảm ơn anh. thì đôi khi là làm như vậy nó còn nhanh hơn là mình sửa nó, thì tùy vào cái trường hợp mà các bạn, giống như mình làm hết mô hình rồi mà mình xóa làm lại thì nó cách đó nó không khả thi lắm, thì đó thì tùy tùy vào cái vào trường hợp, cho nên đó thì nếu mà nó ít thì mình xóa làm lại thì nó nhanh hơn đó. Anh đây cho hỏi cái này bấm hắc nó hiện về làm sao để hiện lại. HH là hai temporary, thì bạn cho nó hiện lại, bạn click vào cái ý kiến nè, reset. HH á, nó tương đương với cái lệnh là chọn này hai element đó, tương đương với cái lệnh đó đó, thì mình reset lại, tức là hai lệnh tương đương thì cái cách giải nó cũng như nhau đó. Thì cái này, công cụ này mình có nói với các bạn rồi đó, isolate 2 đó, thì tùy trường hợp mình sẽ sử dụng cái nào. Thì thường á thì người ta lại, người viết nó có mặc định là HH để mà đặt cho cái hai element đó, còn cái dưới đây mấy cái này thì mình thường mình chọn dưới đây không à, ba cái đây nè, ba này nè,
mình chọn cái này không đó. Rồi rồi mình sẽ tiếp lên tầng 3 duplicate sàn này. Đó, tương tự cái lỗi mà các bạn đó làm hồi nãy á, là cái lỗi khó thấy nhưng khá là nặng á, tức là có chuyện gì tại cái nó nghiêng mà, cho nên có khi nó nghiêng nó ảnh hưởng tới cái gì đó, tới cái kỹ thuật tính hoặc tới cái gì đó của mình đó, nó rất là nhỏ mà mình không thấy được đó. Thì khi mình nhìn vô mô hình đó, mình thấy cái gì nó sao cái đường của mình sao nó cứ cong cong quẹo quẹo, nó không có thẳng cho lắm. Giả sử mình vẽ cái dầm đi mà mình thẳng thì nó rivet nó biết khôn, nó snap cho mình là cái đường thẳng nè và những cái góc bung lăm nè đó. Thì cái những cái góc này á, là nó trong cái hồi mỗi mình có chỉ các bạn snap này rồi đó, đó là những góc này nè sẽ bắt cho mình, và những đây là những lệnh tắt và những cái snap của nó đó. Thì Revit nó cái bản vẽ mà nó mình nên thì đó bản vẽ công công như nè, thấy cái dầm nó nhìn cái dầm nó kiểu nó cái đường này đó nó bị đứt đứt cái khúc này đó. CAD cũng vậy luôn, tức là trong CAD cũng vậy, nó cũng bị đứt khúc vậy luôn á, thì mình biết là cái đường nó không có thẳng đó. Tiếp tục insert import CAD này. Tầng 3 tầng 3 nó có thêm cái sàn trong này nữa đó. Khóa đi đó, bình lại. Thì mình sẽ copy cái sàn cái dòng ở bên dưới lên trên, nhớ là bỏ floor đi đây nè, tầng 3 đó. Chỗ này tại sao không có dầm, để mình check bên dưới. Dầm này mình không có kéo tới đây. Đó, ok. Khi bạn bán như thế này, bạn có thể check được lỗi bên dưới luôn. Đó. 5600 300 100 400 đi. 400 5600 em 300 200 300 đó. Và nó có một cái dầm 500 400 chỗ này, 500 300 chỗ này đó, 500 300 OK, 500, 300, 500, 300.